Lời khai ban đầu của người chồng chém lìa hai cánh tay vợ. Người chồng 34 tuổi nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã dùng dao chém đứt hai cánh tay của vợ rồi đến công an đầu thú. Trưa ngày 15 tháng 9, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình, 34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Làm việc với công an, bước đầu Bình khai cuộc sống vợ chồng gần đây hay xảy ra cự cãi, mâu thuẫn do Bình nghi vợ ngoại tình. Trưa ngày 13 tháng 9, Bình gặng hỏi vợ, 27 tuổi, tên T, thì vợ Bình thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác. Tức giận, Bình đi xuống nhà bếp lấy dao tấn công vợ, chị T, đưa tay lên đỡ và bị chém đứt lìa cả hai tay. Bình băng bó vết thương cho vợ rồi gọi điện cho người thân đến đưa đi cấp cứu. Nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Do vết thương nặng, mất máu nhiều, chị T đã được chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Giấy. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Bình đến công an xã Tam An đầu thú sau đó.